Dạ, đội hiệp sĩ Nguyễn Tài Bình Dương xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay anh em hiệp sĩ Bình Dương tiếp tục tiếp nhận một thông tin, một em trai hiện nay đang sinh sống ở một tỉnh rất xa về đây để nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm vợ. Dạ, câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi, xin chào em trai nhé. Em cho anh biết là em họ tên là gì? Dạ, em tên là Nguyễn Văn Điền. Nguyễn Văn Điền ha. Dạ. Điền nhiêu tuổi đấy em? Em nay 40 anh. Em ở nguyên quán ở đâu? Quê quán Kiên Giang. Kiên Giang. Vậy là mình đang sinh sống tại Kiên Giang luôn. Dạ, đang ở Kiên Giang. Vậy là mình về Bình Dương lâu chưa? Em đi làm ở Nha Trang 4 năm rồi, xong rồi về, về quê ăn Tết. Rồi vợ buồn quá bỏ nhà đi mà không biết đi là do là nguyên nhân gì. Bây giờ nếu em có thương con, thương chồng thì em quay về đi. Giờ nhờ cộng đồng mạng tìm vợ giúp em. Rồi em cho anh hỏi này, vợ em họ tên là gì? Vợ em là tên Thị Phương. Thị Phương à? Dạ. Họ Thị. Kỳ ấy. Người Khmer. À. Em người Kinh hay người Khmer? Em người Kinh. À. Em quen vợ lâu chưa? Em sống vợ em nay nó là 21 năm rồi. Ồ, mình có mấy người con chung rồi? Vợ 4. 4 rồi. Trai hay gái? Ba trai một gái ăn. Ồ, gái đầu hay gái cuối? Gái kế. Gái kế mới đám cưới vợ về Nha Trang bữa mùng 4 Tết. Ồ, vậy là em là ông bà ngoại hả? Lên ông lên bà đúng không? Dạ. Gọi là xui gia đó đúng không? Xui gia. Ồ. Cái thời gian gần đây nhất là hai vợ chồng em ấy là sinh sống ở đâu? Hai vợ chồng em là đi lúc trước là đi làm hồ ở trên Nha Trang. Ừ. Rồi về. Ừ. Về ăn Tết. Rồi vợ nó ra buồn quá, gia đình con cái này kia bỏ đi. Sao buồn con? Em cũng không biết nữa. Con là con của em ở với ai? Là ở chung. Con là bốn người con của em là đều ở Nha Trang hết. Dạ đó, đi là không, đi là đúng rồi, đi làm Nha Trang hết. Là tất cả cả gia đình là ra Nha Trang ở. Dạ. Quê thì Kiên Giang nhưng mà sinh sống làm việc tại Nha Trang. Dạ. Ồ, mình về ăn Tết vừa rồi ha. Dạ, về ăn Tết vừa rồi. Về ăn Tết lâu không? Em về bây giờ xong rồi, em về trước Tết khoảng hơn một tháng. Em về trước? Hai chồng gia đình về hết luôn. À, về về ăn Tết sớm ha. Dạ. Ừ, rồi sau đó thì em và vợ thì hoặc gia đình có xảy ra mâu thuẫn gì không? Dạ, lúc trước thì vợ chồng thì cũng có cãi qua lại thôi. Trước cái thời điểm về quê hả? Về quê á. À, về quê em xảy ra mâu thuẫn hả? Lúc trước cự cãi chuyện gia đình này kia thì vợ nó buồn. Cự cãi là cự cãi chuyện gì? Tiền bạc hay là vì cái gì? Không, tiền bạc thì không có đâu. Cũng như là vợ nó con cái cũng như con của em thì nó đi chơi thì nói không nghe á. Thì nó buồn. Nhưng mà con nó tới ngày vợ bỏ đi á, con nó cũng buồn, nó nhắn tin cho mẹ, mẹ không trả lời. Điện cho mẹ không nghe máy. Rồi thằng lớn nó nói con buồn nó chơi biết sao. Rồi mẹ nó không thương con sao. Em có thấy có gì đó lạ không? Con buồn mà tự nhiên mẹ bỏ đi. Con giận gì? Con mà có gì đâu, vợ chồng gây lộn nhau rồi giận, vì giận con thì bởi vì em mà vợ bỏ đi. Em cũng chưa biết lý do là sao. Nếu mà vợ em mà thấy được cái này á thì phải quay về đi. Để lo gia đình làm ăn em à. Em cho anh hỏi, hai vợ chồng em ấy và các con của em sống ở tại Nha Trang là cuộc sống gia đình có hạnh phúc không? Dạ cũng hạnh phúc bình thường á, vợ con cũng lo cho em. Mà không biết nguyên nhân sao mà vợ bỏ nhà đi là không cự lộn luôn. Rồi điện là bấm máy bận. Nhắn tin hỏi em đi đâu rồi anh điện em nghe máy. Nói em buồn quá em đi hết buồn em về anh à. Buồn đi hết buồn. Vợ anh từ trước giờ đã buồn là bỏ nhà đi cho em? Chưa. Chưa bao giờ bỏ đi? Chưa bao giờ. Đến giờ phút này là vợ đi bao nhiêu ngày rồi? Đi bữa mùng 8 Tết, tối mùng 8 Tết. Ôi trời. Nay một tuần rồi? Dạ. Nay là rằm ha? Dạ. Đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ. Tối nay là đúng một tuần. Dạ. Vợ trước khi đi là có đem theo gì đi không em? Dạ em trước khi đi á là quẩy một cái cặp đen. Mà vợ chồng cự lộn á là em có giật một sợi dây chuyền đứt một khúc là em cắt lại. Chứ vợ em đi là chắc có đem một chiếc lắc với nửa khúc dây chuyền. Sao vợ đi mà lại hai vợ chồng lại cãi lộn nhau mà giật dây chuyền chi vậy? Tại vì nhiều khi em cũng có rượu hơi nóng quá, vợ nó giận. Nhưng mà có là vợ ý định đòi đi rồi xong mà mới giận nhau xong rồi mới giật dây chuyền đúng không hay là đúng rồi, vợ em nói là bỏ tôi thấy là cũng bỏ cha con mày đi rồi, một thời gian. Thế nào tạm bỏ cha con mày đi một thời gian. Dạ. Lúc này em nghĩ là điều gì sẽ xảy ra? Thì em thấy vợ em nó buồn buồn và em cũng để ý. Nhưng mà bữa đó là em nhậu và vợ em cũng bình thường. Nhà cửa cũng dọn dẹp vậy đó, lau chùi giặt đồ phơi.
Rồi em thức dậy đi không hay luôn. Ừ. Vợ em có đem theo tiền đi không? Cái đó là em cũng không biết nữa, vì tiền lúc đó là em giữ. Từ trước là ai là người giữ tiền? Trước em làm là tiền bạc của em đưa vợ em giữ hết. Ồ. Thế hiện nay là vợ có bao nhiêu tiền em biết không? Em cũng không biết trong mình vợ em. Không biết luôn hả? Dạ, em không mời em hỏi à? Em không hỏi. Ừ. Vợ em ấy, cái thời gian sống ở Nha Trang nó có hay nhắn tin không? Gọi điện cho ai đó không? Không, thấy bình thường vậy đó. Vợ em cụ thể làm cái công việc gì? Cũng đi làm nghề hầu chung với em luôn. Ừ. Vậy là có thời gian để nhắn tin hoặc gọi điện cho ai đó không? Cái đó thì em cũng không có là nắm rõ, sau này em đi làm sửa chữa rồi trên Nha Trang á. Ừ. Cái đó là em cũng chưa biết, điện thoại của vợ em ít cầm lắm. Là em ít đụng vào điện thoại của vợ. À. Ít đụng lắm. Thế còn cái thời gian mà về sống với nhau 1 tháng rưỡi ở tại quê nhà ở Kiên Giang. Dạ. Em có thấy vợ đi đâu đó không? Không, không đi cũng bình thường à. Ở nhà luôn. Dạ, vợ không ra khỏi cửa. Dạ mà thấy nó buồn lắm, ít đi lắm. Mỗi lần đi đâu thì là đợi đi chung với em. Ừ. Từ đó thấy ít đi đâu, ngủ đi đâu cũng không đi, mà thấy tối ngày nó buồn bả nó nằm giờ giờ vậy. Em không biết lý do gì. Tự dưng buồn như vậy. Dạ. Ồ. Vợ em có khỏe không? Nó cũng mạnh bình thường. Ồ, thế thì đâu có cái gì đó mà bất thường đâu mà. Cái tấm hình này ấy, và vợ em ấy có giống bên nhau bên ngoài không? Dạ. Giống nhau. Vợ em cắt tóc là như gì nè. Cũng y như mày. Mới đây. Cởi tóc ngắn hả? Dạ. Ồ. Vợ em có thường xuyên ăn mặc giống vậy không? Dạ đúng. Vợ em nước da có thể là cũng rất trắng đâu. Dạ. Ồ. Vợ buồn bất thường. Dạ. Ừ. Em có nghi ngờ là vợ quen ai đó không? Thì em cũng nghi vậy thôi, nhưng mà chưa biết chắc chắn là có hay không. Ừ. Bây giờ nếu mà vợ thấy cái ảnh này với cái video này thì phải là gọi điện lại cho anh. Vợ em ở đâu em về đi, lo đi làm ăn. Còn nếu mà em không có thương anh nữa thì em về em nói thẳng tiếng đi. Rồi vợ chồng mình á, tính sắp xếp gia đình. Chứ đừng làm gì là khổ cả con của mình. Trong 1 tháng rưỡi vừa qua hai vợ chồng và gia đình mình sống ở quê nhà Kiên Giang. Dạ. Em có đi đâu đó xa nhà không? Không, em cũng đi vòng nhà đó. Hai vợ chồng vẫn gặp nhau? Vẫn ở chung, vẫn cười vui bình thường, không có gì hết. Tối ngủ chung không? Ngủ chung. Thời gian gần đây em thấy tình cảm vợ dành cho em nhiều ít? Cũng bình thường với anh à. Còn không chuyện gì xảy ra? Không chuyện gì xảy ra chứ. Vợ chồng cũng vui vẻ vậy đó. Ừ. Mà giá chiều đi đó là không cự lộn. Ừ. Nhắn tin là em buồn quá em đi, hết buồn em về. Thế sao vợ đi mà vợ đi có thông báo vợ đi đâu, đi chơi hay đi du lịch chứ mà em giật dây chuyền vợ chi vậy? Là cái bữa đó là vợ đi nhóm họ con gái. Rồi em thấy số lạ, điện là vợ em. À. Đó, rồi em mới nói cái số này anh không thích mà tại sao điện cho em hoài là sao? Điện mấy lần? Điện đâu 2 lần mà gọi nhỡ, nhưng mà vợ em không nghe máy, tắt máy không à. Vợ tắt ngang? Rồi, còn là không dám để đồ chuông đúng không? Ý là người ta gọi đổ chuông nhưng mà vợ tắt. Bấm mấy bạn, vợ bấm mấy bạn. Bấm mấy bạn. À. Rồi em thấy vậy rồi em gian quá rồi em mới chửi vợ vậy đó, rồi em mới giật dây chuyền. À. Thôi lỡ chuyện gì đã lỡ rồi, bây giờ nếu em còn nghĩ cho con, nghĩ anh thì em về đi chứ đừng làm gì sống gì người ta nghĩ nghĩ em à. Vợ chồng đang bằng ăn ngon lành mà em làm gì là chết luôn à, thua luôn á. Đó là chỉ vì hai cuộc điện thoại của một người lạ. Dạ. Em có xác định là người đàn đó, cái số điện thoại đó là của người đàn ông hay đàn bà không? Em kiểm tra xác định chưa? Em chưa có xác định. Cái số điện thoại đó trước đây đã từng gọi cho vợ em chưa? Dạ có anh. Ồ, trước gọi nhiều lần chưa em? Gọi nhiều lần, nói là vợ em là nói là đồ mua đồ trên mạng á, ta gửi lại thôi. Ừ. Ồ. Vậy là chính tỏ người ta đã từng trò chuyện với vợ em nhiều lần. Có thể em không biết. Dạ. Nhưng mà đôi khi là cái lúc em ở nhà là người ta gọi điện. Vợ em thấy như vậy không dám nghe mà bấm mấy bật. Dạ. Chứ nếu mà mua hàng thì hàng hóa bình thường thì nghe điện thoại bình thường, có gì đâu không dám nghe. Chỉ là nghe hàng hóa người ta giao thì một lần thôi. Ừ, cứ cho là giao nhiều lần, vợ mua nhiều lần đi chăng nữa thì giao thì nghe. Dạ. Có gì đâu không dám nghe. Đúng không? Dạ. Cái này là nếu mà không nghe thì nó có một cái gì đó nó sai sai rồi. Dạ. Có thể là vợ em nhắn tin với người cho người ta. Chứ là nếu thực sự mà các con của em mà làm cho vợ em buồn, để cho hai vợ chồng gây lộn nhau, thì vợ em cũng không phải bỏ nhà đi. Đúng rồi, nhưng mà em chưa biết lý do là vợ em như thế nào. Ừ. Vợ thấy được thì cứ gọi điện cho anh là về nhà đi. Ừ. Rồi sắp xếp. Nếu em mà cảm thấy
ở với anh được nữa thì em ở, còn không được nữa thì về nhà sắp xếp chuyện gia đình. Ừ. Nghỉ con thì em về đi. Nếu mà vợ em thực sự mà không phải là giận con, nhưng mà quyết định là vẫn đi theo người đàn ông khác, cái cớ là giận con thôi, để mục đích chính là đi cho dễ. Mà anh em mình chính Bình Dương tìm ra thì em còn thương hoặc còn chấp nhận không? Thì em nói á, chuyện nếu mà vợ mà lỡ mà có đi với người tình khác á, mà biết suy nghĩ nói chuyện với em sao, rồi em mới nghĩ về con rồi em mới cho ở lại. Mà em á, có đi với ai á thì em cứ về đi, về sớm anh phải tha lỗi cho em. Mà em buồn em đi á, em đi mà em không có quen người ta, em bỏ nhà em đi á, thì anh thật lòng xin lỗi em. Nếu đúng thực sự vợ mà đi theo mấy người đàn ông khác thì em vẫn cho cơ hội, vẫn cho cơ hội cuối cùng. Ừ. Còn nếu mà thực sự mà không phải đi theo người đàn ông khác, theo sự suy đoán của em, dạ, thì em xin lỗi vợ em. Dạ, đúng rồi. Để mong vợ quay trở về. Về. Ừ. Lo làm ăn gia đình cho nó, lo con cái, để sau này con nơi trọng ngã thì vợ nơi nó thì đâu có quản lý con được. Đến giờ phút này trong vòng một tuần qua này em đã tìm hiểu xem vợ em đang ở đâu chưa? Em cũng không biết luôn. À, đối thoại nhắn tin đó thì xem mà không trả lời, xem thôi không trả lời, nhưng mà hai ngày nay là tắt nguồn luôn. À, hai ngày nay là thuê bao luôn, thuê bao tắt nguồn không mở mạng luôn. À, gọi là ghét quá khỏi trả lời luôn. Dạ, kiểu vậy. À, em có đã thông báo mà gia đình bên vợ em biết chưa? Dạ, gia đình bên vợ em biết, cũng đi tìm khắp nơi nhưng mà không ra được, điện rồi không nghe máy, nghe tiếng với hai. Cái bà chị thứ năm điện hỏi mày đang ở đâu, mày về đi, chồng mày đang kiếm mày với con mày ở nhà không ai giữ. Bây giờ tôi không biết tôi ở đâu nữa, rồi tắt máy luôn. Ừ. Sao là tôi không biết tôi ở đâu? Dạ. Em thấy lạ không? Thì em thấy cũng lạ rồi chứ. Ừ. Em cho anh hỏi là hiện nay em ba người con, con nhỏ nhất của em nhiêu tuổi, là con học không? Các con em còn học không? Con nhỏ nhất của em là 4 tuổi. À, con đi, em đi học chưa? Đi gửi chưa? Dạ, cũng đi làm thì gửi trẻ, về nhà thì không có gửi. Tính mai mốt đi làm là gửi tiếp. Ừ. Mà vợ con gì bỏ đi, giận dù giận chồng bỏ đi nữa, cũng tội nghiệp con của mình. Đi làm thì không ai giữ hết trơn, ông bà ngoại thì già, con thì đi lang thang, sớm ghiền người ta nói. Em và vợ có thường xuyên xảy ra mâu thuẫn đánh cãi chửi nhau không? Cũng hoài ha, nhưng mà một chút là hai vợ chồng thuận lợi rồi. Là cũng như cãi vậy đó, chừng nửa tiếng là hai vợ chồng giỡn nhau cười lại bình thường. Mà không biết lý do chuyện gì được này mà vợ nó mặt nó buồn hiu à. Ừ. Không nói chuyện với ai hết trơn. Buồn là anh em lại nhà cũng vậy đó. Nói một tiếng một bói phòng ngủ. À, buồn là có thể là đang có chuyện gì đó, tâm tư. Dạ. Suy tư đang buồn rầu. Có thể là đang nghĩ là bỏ một cái gia đình này đi để tìm một cái gia đình khác chẳng hạn. Dạ. Hoặc là buồn một cái gì đó. Nhưng mà anh nghĩ rằng vợ em buồn là gia đình chỉ là cái cớ thôi. Dạ. Trong cuộc sống thì nó có nhiều cái để buồn lắm em ạ. Dạ. Ừ. Đôi khi người ta nhiều tiền người ta cũng buồn. Dạ. Mà người ít tiền cũng buồn, mà người không có tiền mà không có việc cũng buồn. Em ạ. Vợ chồng nghèo khổ, làm ăn, cắt nhà cửa rồi hết rồi. Tự nhiên cái là nó bỏ đi gì đó, rồi nó vợ hết rồi. Con cái không ai lo, chuẩn bị đi làm hết trơn rồi đó mà vợ làm gì thì. Bây giờ bữa nay lên đây là cũng nhờ mấy anh giúp đỡ cho em mà tìm vợ em về giùm. Em vẫn đi làm, ngày mai là em sẽ đi làm. À, mai em làm, đi tiếp tục đi đâu? Đi Tây Ninh anh. Ờ. Vậy các con của em để ở nhà ai trông? Dạ, các con em để ở nhà cho bà ngoại giữ. À. Bà ngoại với gia đình bên ngoại với gia đình em có gần nhau không? Gần anh, cách 50 mét à. Ồ, 50 mét thì rất gần, đi bộ rồi có. Dạ. Vậy là cũng may mắn cho em rồi. Dạ. Ừ. Và là đến giờ cũng là em hoàn toàn không biết vợ đang thông tin đang ở đâu. Không biết luôn. Mà chưa biết là vợ giận chuyện gì. Chưa biết giận chuyện gì. Vợ chồng em ấy là trước cái thời điểm vợ bỏ nhà đi hôm mùng 8 Tết. Gọi là những ngày Tết vừa qua ấy, là vợ chồng gia đình sống vẫn vui vẻ. Không, cũng là cự lộn hai lần. Cự lộn mùng mấy? 28 Tết là cự lộn. Ồ. Rồi bữa giám họ con gái cũng có cự lộn. Dù có giận đi ai nữa, con gái mình nó mới có chồng. Mà vợ bỏ vậy thì sớm gì người ta cười chế người ta nói. Giờ mong á, em nghe được cái bài này thì em phải điện ra cho anh một về nhà đi rồi vợ chồng mình giải quyết. Chứ đừng làm gì nữa. Em có hay nhậu không? Dạ ít lắm, đi làm ít nhậu lắm. Về nhà anh em mới nhậu thôi. Nhậu lần có say không? Dạ
Tại em uống là chưa được sĩ nữa là em say rồi. Ủa chưa sĩ hả? Chưa sĩ là cũng mạnh đấy. Anh mà ly con thôi là say thấy cảnh rồi. Em uống thế là cũng... Bây giờ làm được 2 lon. 2 lon là giỏi rồi. 2 lon là giỏi rồi. Uống rồi tốt rồi. Nhưng mà nói chung là cái chuyện ăn nhậu là cái chuyện bình thường. Dạ, nhưng mà quan trọng mình phải biết kiềm chế em ạ. Nhưng mà ăn nhậu em đâu có quậy vợ con đâu. Em say rồi em ngủ. Thế em hôm bữa em giật lại cộng dây chuyền thì còn nửa dây chuyền em bán chưa? Dạ còn nửa khúc dây chuyền em bán rồi. Bán nhiêu rồi? Bán được 12 triệu mấy trăm. Úi giời, vậy là cộng dây to đấy. Thì cả chiếc lắc với cộng dây là 47 triệu mấy trăm ngàn. Ui, trước em mua à? Dạ. Em mua cho bà. Em đưa tiền cho vợ em mua. Ồ. Nhưng mà vợ em đem giấy về là 47 triệu mấy trăm ngàn. Vậy mình mục đích chính là tiền của mình nhưng mà đưa tiền cho vợ để vợ mua cho đeo cho đẹp. Dạ. Thế mình giật mạnh không mà đứt được dây chuyền. Có rượu rồi. Lúc chắc là lúc phản công mạnh đúng không? Lúc đó là nóng kiềm chế không được. Sao mình giật trong mình lúc mà mình nóng giận xong lém dục nó đi mà thùng rác mà vẫn cất đi là sao kỳ vậy? Hay là biết vàng nó lên giá rồi mình cất đi? Không phải đâu. Tại vì biết vợ mình nó sắp sửa bỏ nhà đi nữa rồi. À. Sao không để cho đeo luôn rồi giật chi vậy? Giật lại chi vậy? Bởi vì bữa nay em không biết cách sao mà nóng thế. Đúng không? Đúng lý là em để cho đeo luôn. Đúng rồi, đó là em sai đó. Ừ. Thì em xin lỗi vợ nhưng mà đấy, em thấy chưa? Nhưng mà sao mình không giật mình để dành hoặc là mình ấy mà mình bán luôn à? Thì bây giờ bán lâu chưa? Hay là hôm nọ vàng đắt bán? Mới bán rồi vợ đi 2 ngày là em bán. Ồ đúng rồi, bán là trước thần tài đúng không? Dạ bán lấy tiền đang tìm vợ. À bán lấy tiền tìm vợ. Hôm trước thần tài là vàng lên nhưng bây giờ vàng vẫn đang lên. Dạ. Nhưng nếu để hôm nay em bán thì vàng cao hơn tí. Dạ. Ừ, bán sớm quá. Bây giờ vợ về bộ dây chuyền tôi đâu thì em sẽ làm là sao? Thì vợ về đi thì vợ chồng đồng ống làm ăn. Mua lại không? Mua lại cho em. Mua cộng to hơn hay là cộng bé hơn? Thì nếu em làm ăn tốt, to bé gì có tiền là mua. Nhưng mà phải sống tốt với gia đình thôi. Nhưng mà bây giờ em về là trước em đeo có một dây ở cổ thôi đúng không? Dạ. Bây giờ vợ em có nhu cầu đeo ở chân, em có mua không? Cái đó là chắc em nhu cầu không nổi. Ôi kỳ vậy. Anh mua anh đeo hết chỗ nào nếu mà đã thích anh đeo cho cả người toàn thân luôn. Thích thì thích nhưng mà giờ tùy theo khả năng. Thì mình phải cố gắng. Quan trọng là mình yêu là mình cố gắng. Thì đúng rồi, thì em vì gia đình là em cố gắng em lo. Ừ. Chứ không có để cho vợ. Đeo cho cả chân luôn cho hoành tráng. Đeo mũi luôn, đeo tai luôn. Không có để cho vợ con thôi sức người ta. Ừ. Nhưng mà vợ con đã làm. Thế mình mới yêu chứ. Chồng buồn quá. Thế là em đi là anh không ăn uống gì được. Thế là bán ăn uống được. Thế là bán được 1/3 cộng dây chuyền bây giờ hiện nay còn tiền không em? Dạ nay trong mình em còn được hiện tại bây giờ trong mình còn chưa đủ triệu. Ôi trời ơi em ăn hoang dữ vậy. Đâu quá đi tìm vợ. Em tìm ở những đâu rồi mà tốn tiền dữ vậy? Dưới quê. Ồ, ở quê mình đi xe đạp được rồi, kiếm được rồi. Lớp nào rồi con nó ăn hàng ngày nữa. Thế trước tiền mình về mình quê không cầm đi ít tiền về để ăn Tết à? Dạ lúc trước còn nhưng mà tính lương cho anh em công nhân rồi hết á. Còn dư 140 triệu. Ừ. Rồi sắm vàng cho vợ đeo hết mấy chục. Ồ. Rồi còn mấy chục để thủ mua đồ ra để qua năm cưới cho con. Ồ vậy là con đám cưới chưa? Thì đám cưới rồi. Bữa cưới lâu chưa? Mùng 4 Tết. Cưới mùng 4, mùng 8 bà bỏ đi. Dạ. Ôi trời đất quỷ thần má ơi là má. Thế là bà xui gia này, là bà xui gia này vừa cưới xong là cưới con gái là bà xui gia này đi luôn. Đúng rồi, nói ai buồn gia đình quá không biết nói làm sao. Ôi trời ơi. Dù buồn con đi nữa thì giờ thiệt vợ chồng mình sống nó hai mấy năm rồi. Ừ. Mới suy nghĩ lại. Anh ấy từng cưới lâu rồi nhưng mà mới cưới xong rồi bà xui gia là bỏ đi này. Dạ. Này không ơi. Thế bây giờ là ông bà xui gia có biết là bà xui gia gái bỏ đi không? Dạ chưa anh. Hồi chưa đấy, biết. Hôm nay là biết này. Dạ. Hôm nay là biết đấy. Thế khổ quá, mong là bà cũng thông cảm cho gia đình mình. Bật cái câu chuyện là bất đắc dĩ. Dạ. Hôm nay em về, trước khi về đây đăng hình ảnh tìm vợ này em đã suy nghĩ kỹ chưa? Dạ em suy nghĩ kỹ rồi nhưng mà em không có nói xấu vợ con chuyện gì. Em lên đây là em không nói xấu, em đi tìm vợ. Em chỉ nói thật không nói xấu đúng không? Em mới lên đây là em tìm vợ con. Đó, em bỏ đi không biết là do nguyên nhân gì. Khổ quá. Là anh chưa tìm ra. Từ từ anh sẽ tìm nguyên nhân giúp em. Dạ. Em cũng cảm ơn anh và cộng đồng mạng. Em đang nghi ngờ là vợ đang ở phương trời nào. Em cũng không biết là nghi ngờ phương trời nào luôn. Bây giờ mấy hôm Tết này mình ngủ là anh hỏi thật là mình có ấp vợ không? Cũng bình thường chứ không có gì hết. Vợ chồng sống bình thường. Vẫn được đúng không? Bình thường. Vẫn được, được ngon lành cành đào. Không có chuyện gì xảy ra chứ. Vợ vẫn vui vẻ. Dạ. Tự nhiên đi vậy là em cũng không. Đột ngột ha. Dạ. Vợ có đem giấy tờ gì đi không?
chắc căn cước phải có đem theo rồi. Ui trời, em kiểm tra chưa? Thì căn cước luôn luôn lúc nào vợ em giữ mà. Ờ. À. Chắc cứu là căn cước phải đem đi theo đó. Khổ quá. Ở nhà mình ấy, trong cái thời gian mà hai vợ chồng mà các con ấy từ Nha Trang về quê ấy, có thấy người đàn ông hoặc người hàng xóm nào qua lại liên tục không? Không, không, không có, không thấy không ai lại nhà chứ, chỉ anh em thôi. À. Thế những người bà con lùng quanh hàng xóm ấy, có người đàn ông nào bỏ nhà đi mất tích không? Không, không. Vẫn không ra, vẫn đủ đúng không? Bình thường. À. Nói chung vợ chồng người ta vẫn đầy đủ. Đủ. Chưa thiếu ai đúng không? Chưa thiếu ai. Đấy, nếu thiếu thì mình phải cần xác minh. Dạ. Rồi, thực sự là cái câu chuyện của em thì nó cũng rất bí ẩn. Dạ. Nhưng mà anh nghĩ rằng vợ em buồn gia đình nó chỉ một phần rất nhỏ. Dạ. Có thể vẫn xảy ra. Dạ. Nhưng mà anh nghĩ rằng là có thể là vợ em quen ai đó, người ta tán tỉnh. Dạ. Người ta dụ dỗ. Vì trên mạng xã hội hiện nay ấy, là người ta dụ dỗ rất khéo em ạ. Dạ. Vì đàn ông nhiều người ta dụ, người ta nói chuyện rất ngọt. Dạ. Và rất nhiều người phụ nữ hiện nay là người ta biết người đàn ông này nói chuyện ngọt là người ta thích. Dạ. Đôi khi là biết nói sai rồi nhưng người ta vẫn thích. Dạ. Biết người đàn ông là người ta nói những từ ngọt ngào này, người ta nói không đúng sự thật nhưng vẫn thích. Vì vậy cho nên là mình đi thử. Dạ. Để xem thế nào. Mà đi thử là ai ngờ nó ngon quá em ạ. Dạ. Đến giờ phút này là chia tay nhau từ đây. Dạ. Có nghĩa là vợ chồng con cái xa cách nhau. Dạ. Mà vợ quên nó về luôn. Anh nghĩ rằng nó như vậy, còn không biết là hiện nay cái câu chuyện của vợ em nó. Dạ. Có như vậy hay không. Dạ. Thì chưa xác minh được. Ừ. Thì anh cũng hy vọng là vợ em chỉ buồn một chuyện gì đó, vợ em đang lưu trú ở đâu đó. Dạ. Ở người thân. Dạ. Hy vọng là vợ em xem được video này, vợ em suy nghĩ lại để quay trở về cùng với 3-4 người con. Dạ. Đặc biệt là tiếp tục đồng hành với em. Dạ. Trong đầu năm mới này để tiếp tục cái công việc. Bởi vì chắc chắn một mình em thì làm được, không phải là không. Nhưng có thể là em vừa đi làm việc, vừa gà trống nuôi con, vừa gửi con, vừa lo kiếm tiền, vừa lo công việc, chắc chắn là sẽ gặp vô vàn khó khăn em ạ. Dạ. Em nhé. Thì em cũng mong là vợ em ấy suy nghĩ á, nếu mà em có buồn á thì em về đi vợ chồng làm ăn. Em mới suy nghĩ cho kỹ đi. Chứ đừng làm gì nữa rồi chồng con nó khổ. Con thì nó buồn. Thằng lớn á, thằng Đức á là nó tức nó khóc mấy ngày luôn á. Nó không ngờ mẹ mà bỏ nhà đi như vậy mà con gọi mẹ không nghe máy, nhắn tin mẹ không trả lời. Con không biết mẹ giận con chuyện gì. Lúc ở Nha Trang á, hai mẹ con có cự một lần là gần một tháng mấy, gần hai tháng trời mới nói chuyện với nhau. Dù con mà sao em bỏ được, em đẻ nó ra em bỏ nó sao được. Người ta là còn hơn con mình gấp mấy lần nữa kìa, người ta vẫn chịu đựng được. Con mình nó hiền, nó làm ăn, nó không nó thấy cha mẹ mà kẹt tiền, nó xin lận 200 trăm, không dám xin nhiều. Nó còn thấy cha mẹ làm cực khổ, con không dám xài. Con rất thương cho cha mẹ. Thế khổ quá. Mới thằng con mới nói cha ơi, con có quen một người mà con tính khoảng 2 tháng nữa con xin cha là với mẹ nên hỏi cưới cho con. Ồ. Rồi em mới trả lời nó gán đi con, giờ mẹ con nó đi vậy rồi, để mẹ về đi mà ổn định lại cha lo cho con. Con của em nhiêu tuổi thôi? 21. 21 à? Hắn còn sớm ấy mà. Con trai mà, cứ để từ từ đi. Dạ. Ừ. 25-30 cũng được, chưa nhất thiết phải lấy vợ sớm chi vậy. Lấy vợ sớm mà nay mai có gì đó, đôi khi cái sự suy nghĩ chưa được ngon lành, đôi khi là hối hận em ạ. Bởi vì bình tĩnh, không đi đâu vội, mình đi bước nào chắc bước đó. Dạ. Em nhé. Thì em bữa nay lên đây thì em xin nhờ mấy anh cộng đồng mạng á, có thấy vợ em ở đâu thì chỉ em dùng đi, em xin cảm ơn nhiều. Ừ, rồi anh cảm ơn cuộc chia sẻ của em rất nhiều nhé. Rồi chúc em thường lộ bình an. Dạ. Hy vọng là đầu xuân năm mới này anh em Chí Bình Dương sẽ tìm được thông tin xem vợ em đang ở đâu. Dạ. Cố gắng để giúp vợ em quay trở về cùng với gia đình em nhé. Dạ, em cũng xin cảm ơn mấy anh rất nhiều. Rồi hôm nay em về đây nhờ anh em Chí Bình Dương ghi hình đăng tin tìm vợ. Đặc biệt là vợ của em nhìn nó có thể cũng rất xinh gái đó. Dạ. Anh nghĩ rằng là vợ em đang buồn chuyện gì đó thôi. Hy vọng là vợ em sớm quay trở về cùng gia đình. Dạ. Hôm nay thì em có đồng ý cho các anh em Hiệp sĩ Bình Dương chia sẻ tất cả thông tin của em lên tất cả trang mạng xã hội để tìm vợ không? Dạ, em cũng là nhờ mấy anh chia sẻ tìm vợ giùm em. Rồi, anh cảm ơn em nhé. Dạ, em đã bỏ nhà đi mà không biết lý do gì luôn. Ừ. Đi mà nhắn tin lại là em buồn quá, em đi hết buồn em về. Ừ. Đó, nhờ em chưa biết lý do đó. Em nhờ mấy anh tìm giùm em. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Dạ, kính thưa cô chú anh chị bạn, đây tiếp tục câu chuyện mà em trai ở mãi Kiên Giang. Trong cái thời gian gần đây nhất thì phải nói là một năm chắc phải vài ngàn trường hợp
Đa số các anh, các em trai, thậm chí các chú rất lớn tuổi về đây nhờ anh em bác sĩ bình dương ghi hình, đăng tin tìm vợ. Trong hơn 1.000, 2.000 trường hợp thì nó chiếm đến khoảng 80% là các chị em phụ nữ bỏ người đàn ông, bỏ chồng, bỏ con, bỏ gia đình, thậm chí ôm theo rất nhiều tài sản đi theo với nhân tình mới. Có nhiều câu chuyện, đặc biệt là có một cái câu chuyện này phải nói là kỷ lục. Một anh trai đã tha thứ cho vợ đến 9 lần. Một lần vợ về lấy ít nhất là 5 chỉ vàng, lần nhiều nhất là vợ lấy 4 cây vàng. Một lần lấy như vậy là về vợ chồng vẫn sống với nhau rất hạnh phúc, còn nào mà, nhưng mà đặc biệt là chồng vẫn tha thứ cho vợ. Nhưng mà lần này lần thứ 10 chưa biết là cô vợ đang ở đâu. Đó. Không biết là lý do tại sao mà trong cái thời gian gần đây nhất thì đặc biệt các chị em gái đa số bỏ chồng bỏ con để đi theo những người đàn ông khác. Có thể những người đàn ông khác càng ngon hơn chồng mình, chưa biết là ngon hay không. Nhưng đến giờ phút này là chồng và gia đình, hai bên ba họ vẫn đang đi tìm kiếm trong sự vô vọng. Cuối video cho phép công Trần xin thay mặt các anh em chị Bình Dương xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ, xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo.